Hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel Vô Tạc Jimmy của mình. Ok, thì buổi sáng hôm nay là cũng là một buổi sáng thứ tư rồi nha các bạn. Coi như cũng là nửa tuần trôi qua rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cũng khoảng nửa tuần trôi qua rồi, thời gian rất là nhanh. Mà không biết trong tuần này các bạn ủng hộ mình sao nữa. Mình rất là mong nhận được cái sự ủng hộ của tất cả các bạn, cho nên xem clip của mình nhớ like, share, subscribe đăng ký kênh, đặc biệt là click vô quảng cáo ủng hộ mình nhiều nha. Đấy, sắp đến Tết rồi mà tới Tết là mình có một cái mục tiêu nó có gì đó nó ghê gớp lắm, nên các bạn nhớ ủng hộ mình để mình đạt được cái mục tiêu nha. Đây là Tết có gì mình sẽ thông báo cho các bạn sau. Rồi, đặc biệt là subscribe kênh và kích vô quảng cáo ấy, hai cái đó là quan trọng lắm, mình đang rất là cần. Rồi, hôm nay mình sáng nay mình sẽ test hai cái con tướng, hai cái clip. Mình sẽ test cái con này đầu tiên rồi tí nữa mình sẽ test con kia. Hai con này thì thực sự mình cũng đã test rồi, nhưng mà cũng mình thấy cũng có một số bạn yêu cầu mình test nữa, nên là vì mình thấy hai con này rất là ngon. Với lại hôm nay mình chơi cái nick của một ông bạn, của một cái anh ở xóm mình cũng chơi Vô Tạc Chinh Mi cấp 117 và lực chiến cũng gần triệu nữa các bạn, rất là mạnh. Hôm nay mình sẽ test thằng Aihaki và thằng Kakuhaki. Mình sẽ test thằng A trước. Rồi, hai con này thì tất nhiên mình đã test rồi, nhưng mà ai thì lúc trước mình test bên server lậu, hôm nay mình sẽ test bên server Việt đàng hoàng luôn. Ok, nói về ai thì sau khi Haki lên thì cơ thể không còn mặc cái áo nữa hay sao á, với lại có một cái tràng, một cái sâu chuỗi ở cổ đây, giống như là Phật đó. Rồi, nói chung lên Haki rất là mạnh. Nó tên là ai, nói về thì Q thì đánh nhẫn chắc chắn rồi, ai là đánh nhẫn rồi. Kỹ năng thường là hỏa thương, dùng quả cầu lửa nhỏ bắn về phía địch gây sát thương một mục tiêu. Rồi, giống như tay mọc súng đó các bạn, tay nó thành cái súng bắn. Còn kỹ năng nọ là Hidaruma, có nghĩa là gì đây, hỏa cầu khổng lồ phắn như tấm kính gây sát thương lớn, gây sát thương toàn bộ địch và hồi 40 nọ cho bản thân. Đấy, khi chúng ta test bên server Việt thì chúng ta có thể xem được tất cả các tuyệt chiêu nó như thế nào, chi tiết như thế nào, rồi nọ rồi tăng nọ giảm nọ rồi nó như thế nào. Trong đây nó cũng không có ghi, nhưng mà ở trong khi đánh nhau thì nó cái chiêu nọ nó sẽ có xác suất giảm nọ người ta là nha các bạn. Giảm nổ người ta, với lại đốt cháy là chắc chắn rồi, 100% đốt cháy luôn hay sao á. Rồi bây giờ mình sẽ đi phá bạn nha. Mình sẽ test cái nick này rồi các bạn sẽ biết là cái nick này nó mạnh cỡ nào nha. Sau khi mình chơi nick này rồi mình thấy rất là mạnh. Nick này thì mình cũng đã test vài lần rồi, test con drama với Kubi rồi. Rồi bây giờ muốn đi phần tiếp theo thì cần tới 118 nữa, cho nên giờ mình sẽ đánh lại những cái con này. Đầu tiên mình sẽ đánh cái con này Bo Sandesonia. Rồi, một trong ba chị em với bao hành cốc, có gã bà Marigold này, bà này với bà Hancock là ba chị em. Rồi, giờ mình sẽ chiến. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem ai thể hiện như thế nào. Yeah, chiêu đầu sẽ là gì đây? Phun lửa hả? Ui giời, súng, tay biết hành súng các bạn ơi, tay biết hành súng rồi bắn người ta. Đây các bạn thấy không, nhưng mà chính nó đam một cái mình muốn gần nửa máu kìa, nhưng mà sau đó bị mê gái mất tiêu. Ui, bà nó bà vuốt đuôi cái gì. Rồi có cả chiêu bảo kích. Rồi ăn nọ nè. Ui giống chữ cam mê vãi. Hai tay nó tỏa lửa ra hai cái tay, rồi sau đó anh ấy chưởng ra một cái luồng lửa phỏng hết cả người. Rồi bây giờ các bạn thấy không, toàn bộ địch đã bị đốt cháy rồi. Mỗi lần rút máu cũng không yếu đâu nha. Rồi tiếp theo là màn bắn súng. Yeah, đi có cả hồi máu nữa. Cái này chắc là do trác quỷ hay nguyên tố gì đấy. Ua ghê đây. Bà rồi bà có chiêu nộ gì lạ không ạ? Dâng ra nhiều cái đầu rắn hay sao á, mình không kịp nhìn rõ nữa, tí mình sẽ tua chậm lại nha em. Đấy, lửa lửa đây rồi, mình sẽ đặt cho nó lửa cầu vòng đi. Thấy có 7 sắc cầu vòng đẹp vãi. Yeah, đúng là anh ai của chúng ta không có thể nào mà có một cái chiêu xấu xa, xấu xí vậy được. Chiêu thật là rất là cực đẹp. Rồi chết luôn rồi, xui quá, chưa kịp xem chiêu nổ của Bo Sendia gì đây. Ai lửa cầu vòng nè, rồi chết hết luôn, banh xác luôn. Mạnh ra. Rồi tiếp theo mình sẽ đánh bà Bo Marigold, cũng là một trong ba chị em có một cái rìu, có chiếc quỷ Happy sức mạnh cộng một luôn vậy đấy. Rồi mình sẽ chiến thôi chứ ngán gì. Đầu tiên sẽ là cái tay hóa thành cái súng bắn người ta, chú chú vậy chưa, đạn người ta đạn thường, cái đạn lửa. Ui hình như bạn mới vừa phun độc rồi các bạn, phun độc ra mà sao mình chả thấy bên mình bị trúng độc gì cả. Rồi tiếp theo là lửa cầu vòng nè. Ui cha, nghe chưa, đốt cháy hết. Ủa cái bà kia không bị đốt cháy à, cái bà Marigold không bị đốt cháy kìa các bạn. Ui nhân vật chính mạnh khủng khiếp. Vậy bà nhân vật chính này đang chơi chiêu kèn lạnh sao chổi, hình như là đánh hàng dọc hay sao á.
nghĩ là vậy. Chú chú. Đấy, súng của anh không phải súng thường nha. Đấy, bà đã full nọc độc các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem được chiêu nổ của bà Madrigal là gì nha. Bây giờ mình sao mình thấy chả dùng tới cái rìu cái gì. Chắc cái chiêu nổ là vùng rìu rồi. Cha mẹ cà mẹ hạ. Ui da. Coi cái đầu bà có thành cái đầu con gì đấy. Rắn lòng sao mà hà mấy cái bà rắn này bà, cái chiêu nổ của bà lạ quá. Mình không thể nào mà xác định được chiêu nó như thế nào. Nó giống như là highlight các bạn. Rồi banh xét luôn. Mập quá mà ăn ăn giảm ký lại cho bà. Rồi ai đã có nọ rồi cầm mê ha mê lửa dạ bắn xe. Ok mình sẽ tiếp tục nhưng mà không còn con gì đánh nữa cho nên thôi mình sẽ chiến con báo này luôn đi. Con gọi tên là Bakura, báo đen, vật nuôi của các đời hoàng đế gì à, đời hoàng đế Kuza, thú ăn thịt để hành gì, thú ăn thịt để hành hình phạm nhân. Người bị Bakura ăn sẽ không thừa lại một cục xương. Ui à. Mình không thấy, mình không biết nó ăn thành sao chứ giờ mình nhìn vô là y chang chuột luôn. Nên các bạn nhìn nè, y chang chuột chả khác gì chuột. Thế mà trong đây là con báo nha. Rồi để xem anh là chuột hay báo nha. Đấy à, to đấy, to lớn đấy, to lớn đấy, móng tay lửa à. Bông miễn dịch luôn, có cả khả năng là miễn dịch nữa. Lao lao mới vào để băng vết thương, băng vết kêu cá nhân. Mày có lửa tao không có lửa mày. Mày có lửa tao không có điện rồi mày. Là láo. Em chỉ có chiêu quẹt lửa, mau quẹt móng cái lửa thôi sao. Không có gì mới mẻ cả các bạn ơi. À, con này nên nó miễn dịch đốt cháy của ai cho nên không bị đốt cháy. Rồi miễn dịch hả? Miễn dịch này, miễn dịch không? Thích miễn dịch không? Chích điện cho mày teo luôn giờ. À, con báo này đang xì các bạn ơi. Chắc bị mình giật điện quá nên như cục than này, đang đèn này. Nhá. Được các bạn kim ngẫu nhân. Quá mạnh. Cái nick này phải nói là trận hình quá mạnh, cái đó là mình chưa đeo các cô vô nữa nha, thiếu một đứa đấy không là khủng khiếp hơn nữa. À, giờ mình sẽ lùi lại phát bạn một bậc. Đây người khổng lồ, lâu lắm rồi không đánh với người khổng lồ. Tên bà này tên là Afelandra gì đây, chiến sĩ hổ quốc cao lớn. Ai nói mình lùn đâu, đầu có mũ ghi chữ Kuza, cùng cứu Luffy về làng bị hóa đá và được Luffy cầu sinh mà được cứu. Ôi à vậy đấy. Này được Luffy cầu cứu cầu sinh, coi như là bả cứu Luffy rồi sau đó Luffy cứu lại bả, rồi coi như là hòa đúng không? Bây giờ mới là chiến đấu thật sự đúng không? Ái chà, vung kiếm kia đấy, cái kiếm gì mà có cái vật xanh xanh là thế nào? Ui giờ mặc đồ thật là hấp dẫn quá đi, nhưng mà làm sao? Giật hết, không phân biệt, ở đây là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt xấu đẹp, không phân biệt cao hay là lùn gì hết. Ái nhà, cứ chém vậy thôi hả? Chiêu gì mà cây cục ấy. Có gì thì cứ tung ra hết đi, chiêu nổ là gì tung hết đi đấy đấy. Mình nghĩ chắc chưa kịp tung chiêu nổ rồi đã chết queo rồi. Thằng này chính nó cứ giảm nổ rét thế này thì chơi bà gì. Thôi em đẹp nhưng mà em không có quyền đâu, em không có quyền chiến thắng đâu, em không có quyền chiến thắng đâu, không có được cái skin hoa hồng nữa. Quá phê, nick ông này đang còn 500 lực HD bạn ơi, đúng là quá lầy. Rồi tiếp theo mình sẽ đánh bà Sweet Pea, một cái bà khá là mập, cũng là chiến sĩ hổ quốc, thân thể cường tráng. Ui giờ cường tráng ghê á. Cùng cứu Luffy về làng luôn nên bị hóa đá rồi được Luffy cầu sinh. Ui hả? À chà, được Luffy cứu rồi coi như lại hòa nữa, thêm một người hòa ân oán nữa. À chà, có ba cái cung kìa. Tay cung Kuza. Ai à, bắn ghê đấy. Chơi chơi người ta làm cái cung bằng gỗ, bằng sắt hay bằng gì, mấy cái bà này bà chơi bà bắt con rắn làm cung luôn. Các bạn nhìn cái cung của bà kìa. Ui á, bà phóng ra cái cục gì vậy? Đấy các bạn thấy không, mấy cái cung là bằng rắn rồi, là bằng rắn hay em sát hại động vật vậy là không được. Giết 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 hàng dọc ui à. Cho nên luôn đắng lòng chưa kịp xem cái chiêu thức gì hết. Chú 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 đấy, ghê chưa, ghê chưa. Đúng rồi nha, đúng là những cái tay cung này hơi ác chút khi mà lấy con rắn mà sao là nó uống được con rắn như vậy cũng hay chứ. Đúng là quá dắt bắn ra hai cục gì ông u shop dữ trời, y chang luôn bành xác nha con lão lão. Rồi mình làm thêm trận nữa nha, lâu rồi không có môn nào mới vậy. Thôi lùi lại phát đi, cái men nào mới mới đánh nó mới hay chứ. Lại là những người này không có gì mới mẻ cả. Rồi Kuma, ủa đâu phải, đây là Basita. Basita các bạn ơi, Basita không có quyển sách là Basita rồi, là cu đen, người ta gọi là cu đen ấy. Ai cu đen thì anh sẽ tiện lắm về với thế giới cu đen. À đấm ghê đấy,
đấm nghe đấy. Ui, anh cầm chì có hai chữ chịu thua rồi còn cứ đánh lắm hoài à. Ai kết thúc từ nó lẹ đi. Anh Basita của chúng ta phóng ra một tia sáng giống như Kizaru, rất là giống. Rồi, ăn đòn. Ăn đòn này. Ôi, cái con đầu bếp kia bị chết nè. Ôi à. Chết không em? Rồi, Basita chưa kịp làm gì chết queo rồi. Đáng lòng vậy. Mấy người này yếu quá. Cái này là chắc là hình xăm hải quân rồi, chắc chắn rồi. Vậy mà mình cứ tưởng hải tặc. Cứ tưởng hải tặc. Rồi, kết thúc đi. Đây, bà kia chuẩn bị chết, chưa kịp làm gì nè. Chưa kịp ngáp nè. Yeah. Chưa kịp ngáp, chết queo luôn. Rồi, ok. Ai quất thêm phát rồi đi. Đánh lại ông nào đi, lùi lại thêm phát rồi có gì không? Cũng là Basita. Nếu các bạn này tàn là Basita rồi. Basita, ui, Basita. Rồi, hết Basita rồi. Đánh với ông này được rồi. Rồi, rõ luôn. Rồi, pháo thủ đồ ma. Có một cây súng rất là mạnh, bắn ra cái cục đạn rất là to. Rồi không biết cục đạn nó chui đâu rồi, cây da nuốt rồi sao á. Anh kia cầm chùy chịu thua nữa mà cứ quýnh qua nha. Ba này là chỉ huy thủy đội. Rồi thôi bây giờ mình để trước cho nó có nổi nhanh là được rồi. Ăn đòn cho con. Ui cái chiêu thường thôi mà chết queo luôn kìa. Ui khủng khiếp, quá khủng khiếp. Chính này nó khủng khiếp quá. Ăn đòn nè, tụi mày sẽ ăn đòn. Tụi mày sẽ được ăn lửa và cháy hết người, cháy cả stream. Cháy stream, yeah. Này gọi là lửa 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 cuộn á, lửa thiêu đốt á, tất cả đốt cháy á. Quậy. Chiêu gì mà nó rút thêm một lần nữa vậy? Ui, cái thằng nhân vật chính này nó mạnh dữ. Wow. Hổ đen à. Rồi được, khá lắm, khá lắm. Hổ đen, hổ đen. Hổ... Ủa, cho thân thấy có nọ mà. Bà kia bà chơi bà giảm nọ mất rồi. Ai à, nụ hôn à. Rồi nụ hôn. Nụ hôn, bành cát. Yeah. Rồi ok. Đây là mình đã test xong thằng AHK, đây là lần thứ hai mình test nó và tất nhiên lần này thì nó sẽ bên server Việt, chúng ta sẽ biết được rất là nhiều. Ví dụ như trái của nó là trái Meramera, đây, chúng ta đã biết. Rồi, hiện tại thì AI chúng ta đã hy sinh, đã mất rồi, nhưng mà ý chí của AI thì đã được Sabo kế thừa. Và trái Meramera cũng được Sabo lẫm luôn rồi, có nghĩa là giờ Sabo y chang AI luôn. Vừa kế thừa sức mạnh mà vừa kế thừa ý chí nữa. Với lại kể cả Luffy là ba anh em này hồi xưa đã kết thân với nhau rồi. Ok, mong là thời gian sớm nhất nó sẽ ra tập Sabo quýnh sức mạnh của Sabo hay gì đó. Rồi mình cũng xin kết thúc clip này thôi. Mong là các bạn sáng nay xem clip này của mình cũng nhớ ủng hộ mình nha. Mặc dù là mình đã test rồi nhưng mà giờ mình test lại thì cũng mong các bạn ủng hộ nha. Rồi ok, nhớ like, share, subscribe đến cái kênh, đặc biệt là lít vô quảng cáo ủng hộ mình ấy. Đừng quên những cái điều đó nha các bạn. Rồi ok, tạm biệt các bạn.